apple tree. Plus I got this running Charlie, I'm a man, you know. So she spilled a green on me. I mean, she like, say, I need some wet shit, yeah. I need some back, yeah, yeah. I'm a little man, yeah, yeah. Kiss on your bed. Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và đây là hóa trình trang trí phòng của mình. Video này kéo dài qua 4 tuần lận nên ok vào thôi nào. Ok, đây là phòng của mình trước khi mình trang trí. Nên nhìn rất là xanh. Ồ, và ở đây cũng có một cái gương nữa. Cái gương này thì ở trong là một cái tủ đồ. Đây là cái tủ này. Và đó là phòng của mình. Thì còn nhúng nhúng nữa. Hôm nay mình sẽ sơn cái phòng này màu trắng là vì mình không thích cái màu xanh này lắm. Nên bây giờ mình sẽ mở cái sổ ra để cái sơn nó không có thể làm cho cái mũi mình bị lỗ luôn. Được rồi. Trước khi sơn thì mình phải trải cái miếng này. Đây là cái ni lông rất là to. Mình sẽ trải cái này đầy cái thảm của mình luôn. Đây thì mình đang bắt đầu trải nó lên cái thảm của mình. Khi mình làm cho nó đủ dài thì mình sẽ lấy kéo và cắt nó. Sau đó thì mình sẽ banh cái miếng nó ra. Mình không có ngờ là một miếng nó to vậy luôn. Mình gặp một vấn đề rồi. Nhưng mà khi mình kéo nó ra thì cái miếng đằng sau nó lại bị lỗi xong rồi. Trời ơi, nó rất là khó. Nên để trả nguyên cái phòng chắc mất rất là lâu luôn. Có thể phải gọi trợ giúp. Ok, bước tiếp theo thì mình sẽ lấy băng keo này và dán nó lên cái kiểu cái bên đó đúng không? Mình dán nó xuống như vậy là vì mình không có muốn nó bay tùm lum. Và nếu nó bay ấy, thì nó sẽ làm cho cái thảm mình nó bị dính tùm lum. Nên mình phải làm sao mà nó không có bị thiếu một chỗ nào hết. Bây giờ mình phải bao nguyên cái sàn thôi. Úp bao xong rồi và cái này mất rất là lâu. Nhưng làm vậy thì cái sàn mình sẽ rất là sạch và không bị dính sơn. Bây giờ mình phải dán lại mấy cái ổ điện của mình. Đây là màu trắng bóc luôn. Có thể nó hơi bị trắng quá không? Thì mình đổ vào đây rồi lăn lăn nó. Để cho nó dính lên cái đồ lăn lăn này. Cho cái từ đầu tiên thì anh mình sẽ sơn. Đây là anh mình sơn nè. Mình nghĩ lên màu này sẽ làm cho phòng mình đỡ buồn hơn. What? Bây giờ thì mình đang sơn cái bức tường này. Không biết sao mình thấy cái tiếng sơn nó đã hay sao. Để sơn cái chỗ cao thì mình phải dùng cái cây dài thòn lòn này. Để sơn những cái góc và kẽ thì mình phải dùng cái cọp mini này để sơn. Chứ mình sơn vào cái kia là chắc nó dính tùm lum luôn á. Quá là ổn. Lúc đầu mình nghĩ là sơn phòng đâu có thể khó vậy đâu. Nhưng khi mình làm thì mình thấy là nó thật sự cũng khá là khó. Vì khi sơn lên thì rất là khó làm cho nó đều. Bên Mỹ thì mọi thứ phải tự làm là vì chắc thuê người sơn chắc mất cả ngàn đô hay sao. Mình đã di chuyển qua sơn cái bức này. Mình đã học cái cách sơn mà không phải sơn thẳng nhưng mà sơn chéo chéo vậy á. Mình không biết là hiệu quả không nữa nhưng trên mạng ta nói là cái này nó tốt hơn. Hiện tại nhìn hơi lố lố. Ngắm cái gì thế? Mình sơn không có tới được, quá là lùng. Hey, mình đã lấy cái cầu thang để mình leo lên để sơn cái khúc ở trên. Úp đi xuống thôi. Và đây là thành phẩm cho hôm nay, nhìn cũng khá là ok. Nhưng nó vẫn chưa đều lắm. Nói chung ra thì cũng khá là được. Tình hình bây giờ nè, hello. Nhìn chưa có được ổn lắm là vì nó vẫn bị Cuối cùng sau 2 ngày sơn thì đây là thành phẩm. Bây giờ là khúc vui nhất, đây là mình sẽ tháo ra cái băng keo. Nhìn rất là đã mắt luôn. Wow. Quá là phê luôn phải không? Còn khúc này nữa. Úp bị kẹt rồi. Hồi nãy sơn hơi bị lỗi nên bây giờ phải lau nó ra. Như không chuyện gì xảy ra hết. Mình đã tháo ra hết cái ni lông rồi nên bây giờ nó rất là... Oh no. Hơi bị quá trời luôn rồi. Hello, mình đã quay lại. What? Hôm nay hơi bị nắng. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi những thứ mình đã mua được. Mình mới đi mua đồ để trang trí phòng. Chỗ này gọi là Michael. Để mình lấy ra nè. Đầu tiên là cái chai và cái hũ thủy tinh. Đây là cái hoa nè, màu tím nữa, quá là xinh. Mình tính cho nó vào cái chậu này vì nó hơi bị cao quá. Nên mình sẽ cắt nó. Mình đang xem là mình nên cắt tới bao nhiêu. Mình nghĩ là mình phải cắt nguyên một cục ra luôn. Cắt mình nhìn khổ thân dữ vậy. Kiểu như là cắt hoài mà nó không có ra luôn á. Nó có một miếng làm bằng sắt ở giữa nên mình phải bẻ nó ra. Được rồi. Thì mình cắm vào nên vẫn nhìn hơi bị cao quá. Cái gì đã xảy ra? Nãy giờ bẻ mấy lần, cắt mấy lần mà không được luôn á. Úp, được rồi. Cắt một chút éo thôi mà quá khó luôn. Ok. Đợi để mình cắt mấy cọng kia đã.
Và đây là thành phẩm của mình, nó nhìn cũng khá là ok. Tiếp theo thì mình đã mua một cái cây. Cây này là cây giả chứ không phải cây thiệt đâu. Và có cây mini này nữa. Và cái này nữa. Mọi thứ này là giả là vì mình không có thể chăm sóc cây được gì. Và đó là sau tiết một cây. Tiếp theo thì mình đã mua được hai cái hộp này. Và cái chữ J này. Zanny. Và hai cái hộp này mình sẽ dùng để đựng đồ. Còn đồ lên đầu nữa. No. Hiện tại thì mình sẽ bỏ cây đây vì mình không biết nên bỏ đâu hết. Và những cây này thì mình sẽ cho lên kệ. Thật ra cái kệ này từng là cái tủ nhưng đã tháo cái cánh cửa ra rồi nên bây giờ thành là cái kệ. Mình sẽ cho nó lên đây cạnh với cái nút bạc của mình. Hello. Bị mờ rồi. Rồi để cây này ở đây. Ok. Rồi mình sẽ để cái hộp này ở đây. Hiện tại nhìn hơi bị trống nhưng mình nghĩ là mốt sẽ có nhiều đồ hơn. Và hoa thì mình sẽ bỏ vô toilet là vì mình thích vừa đi vừa ngắm. Và cái hũ đó thì mình bỏ tăm bông vào. Wow. Mình đã nghĩ ra là mình sẽ cho scrunchies của mình vào cái hộp này. Mình mang nguyên bộ sưu tập mình qua luôn. Vừa đủ luôn á. Và khu vực này thì mình mới gắn cái đèn chuối. Còn sáng lên nữa. Ồ, và mình cũng đã xếp xong cái tủ đồ của mình rồi. Mình đã xếp theo màu giống là màu trắng ra màu cầu vồng. Hello, bây giờ mình đã quay lại Michael's là cái chỗ để mua đồ trang trí phòng. Và hôm nay mình sẽ mua thêm cây nữa. Ừ, đây có cả đống cây luôn. Mình đã chọn được cây rồi, đây là cây rất là lớn. Chắc cái phòng sắp thành cái vườn luôn rồi á. Ồ, đợi, mình đổi ý. Mình không biết là mình nên lấy cái cây hồi nãy hay là cái cây này. Cái cây này có cái rau rau hơi bị ghê. Nên mình đã quyết định lấy lại cây này, ok. Con người gì mà đổi ý hoài à. Và mình sẽ mua thêm cái cây này nữa. Vì hôm nay là cây đang giảm giá 70%. Whoop. Tiếp theo thì mình sẽ vào IKEA. Ở đây bán đồ nội thất và các đồ cho phòng mình. Hello, vừa nóng mà vừa gió nữa. Hè, mình đã lên rồi. Mình đã tìm thấy thêm cây nữa. Không biết mình có bao nhiêu cái cây rồi. Những thứ mình muốn là hết hàng rồi. Cái nón bao gạo kia, nhìn cũng ngầu đó. Và đây là cái nhà kho lại đây, quá trời lớn luôn. Mình tính mua cái bàn như cái bàn hết hàng rồi. Mình đã quay về nhà và mình đang mang lên cái cây của mình. Đây là những thứ mình đã mua được hôm nay. Đầu tiên là cái thùng rác mini này, quá là dễ thương luôn. Và nó hay cái là khi mình bấm nó xong rồi nó đi xuống rất là chậm. Nó không có bị ồn ào á, nó đã sao á. Tiếp theo là cái gương này, để mình mở nè. Cái này là cái gương để trên bàn. Và đây là cái gương. Mình nghĩ là mình đã làm một sai lầm rất là lớn rồi. Thì ra đây là cái gương dán trên tường chứ không phải là cái gương để trên bàn. Gì mà hậu đậu thế. Ok, tiếp theo thì mình đã mua cái bảng này. Cái này ở trong khu vực phòng con nít nhưng mình thấy nhìn rất là hay nên mình đã trôm nó, mình đã mua đó nhờ. Và mình còn có cái thảm này nữa, đây là cái thảm màu trắng, nó rất là mềm luôn. Và ở Michael's mình đã mua thêm hai cái cây nữa. Và ba cái cây này từ IKEA, mình bị vấn đề về cây luôn rồi. Rồi cái chậu cây này cho cái cây đằng kia. Và ba cái tờ poster này mình sẽ dán lên toilet. Ok, vậy là hết rồi. Cuối cùng thì cái giường của mình cũng đã tới rồi. Đặt hơn một tuần trước luôn ạ. Và mình thấy nó nhìn rất là ổn. Nó rất là khác cái giường ở Việt Nam của mình. Nhìn nó nhìn cũng rất là xì tông. Yes. Và tự nhiên nó gần cao bằng mình luôn. Và theo với cái giường thì mình cũng có cái đầu giường, cái bàn đầu giường nữa. Và trong cái tủ đồ mình mới có cái tủ đồ này. Yeah. Cái bảng hồi nãy thì mình đã dán lên cái tường này. Quá ư là xinh. Và đây là phòng mình lúc 7:30. Nhìn cái ánh sáng nó vàng vàng hay sao. Quá là hay. Wow. Hello, mình đã quay lại với những thứ mình đã thu nhập được. Ok. Đầu tiên mình có cái đồ để bỏ vào cái bồn tắm của mình. Nó là một cái kệ để đựng các cái đồ tắm của mình. Và tiếp theo thì mình có cái bảng này. Cái bảng này hơi bị vô dụng nhưng nó cũng khá là ok. Đây là một cái bảng giống như trong rạp chiếu phim mà bạn có thể cho cái chữ lên. Thì đây là những cái chữ, có quá trời chữ luôn. Để mình thử cho vào nè. Jenny không ngồi chút nào. Mình đã quyết định cho cái bảng này lên cái kệ này. Mình nghĩ nó nhìn cũng khá là được. Và wow, mình đã lắp cái kệ lên rồi. Nó rất là tiện luôn là vì mình có thể bỏ các sữa tắm của mình và yeah. Hello, hôm nay mình sẽ đi Target để tìm đồ cho phòng mình. Hey, mình đã tìm cái gối này. Nó là hình cái ghế giống như là mình sẽ cho lên giường. Rồi mình nằm lên giống như là mình đang nằm trên ghế nhưng mình nằm trên giường. 18 đô, ok. Và ủa, đây là gì thế? Còn có bức tranh nữ hoàng băng giá nữa. Và úp mình nè. Úi dồi ui, các bạn mình mới mua cái này rất là hay nè. Đây là cái đèn toilet đủ màu. Để mình lắp nó nè. Và mình đã lắp xong rồi. Giống như là buổi tối khi mình mắc đi toilet á, thì cái này sẽ sáng lên, nó làm mình không bị buồn. Chứ nó vừa ngầu và nó vừa tiện đúng không? Phòng chị Jenny có đẹp không? Dạ. Lên rồi. Bây giờ anh của mình đang giúp mình đóng cái gương trên tường. Nhìn pro không kìa. Ủa, làm lộn rồi.
Wow, còn lôi ra cái này để xoay xoay nữa. Rồi cuối cùng thì cho cái gương lên. Chỉnh chỉnh nó đã. Ok, và vậy là xong rồi. Bye. Cái bàn của mình đã tới rồi và nó tùm lum tùm la hết. Nên bây giờ anh mình đang rap cái bàn của mình, vì mình không có nghe rap chút nào luôn. A few moments later. Whoop, xong rồi kìa. Và mình thấy là nó rất là hợp cái phòng mình luôn. Mình cũng đã ra vài thứ lên rồi, những cái gương và những cái đồ này. Anh mình đã làm sao mà cái trống nó bị gãy luôn. Thôi như vậy cũng nhìn ok mà không nhìn thấy đâu. Cái ghế xoay xoay này đã thiệt á. Bây giờ mình đang chọn những cái hình để mình dán lên tường. Mình tính in khoảng 80 tấm thì mình phải chọn cả đống luôn. Có quá trời luôn, gì mà lắm thế. Sau khi mình chọn xong thì mình sẽ gửi cái này qua cái chỗ in. Nên yeah. What? Nón quả chuối nó kìa, sơn cấp độ dữ dội luôn á. Ủa lông mày mình đâu mất rồi? Bây giờ thì mình đang chơi đi Target nữa. Lần thứ hai trong video này. Trước khi vào thì mình đã mua Starbucks. Đây là nước green tea latte. 2 tháng rồi chưa uống Starbucks, quá là ngon. Mình đã tìm thấy cái này, đây là cái đồ để mình đựng những cái tờ giấy của mình. Ok. Ok, mua xong rồi. Lúc nào qua cũng bị tóc vô mặt hết á. Cái chiêu mình làm để không bị bể đó. Bây giờ mình đang trên đường đi cái chỗ lấy ảnh. Mình đã tới rồi, đây là Costco. Whoop, có rồi nè. Đây là tất cả những ảnh mình đã in, có quá trời luôn. Mình không có ngờ nó dày vậy luôn á. Hello. Đây là những thứ mình đã mua được hôm nay. Đầu tiên thì là cái quả cầu này, nhìn cũng hay hay. Và trong cái bao này mình có cái cây rong rêu này, nhìn giống như tóc vậy á. Chơi hơi bị ngu thì phải. Và trong cái đống giấy này mình có cái này, không biết là cái gì nữa. Mình thấy cái này cũng khá nổi tiếng nên mình lại đu theo và mình đã mua. Giống như là một cái gương vậy á. Và trong cái bao này trời lắm bao thế. Thì mình lại có một cái cây nữa, đây là một cái cây giả mà ở trong cái hộp kính này. Mình thấy nó nhìn ngầu ngầu sao á. Rồi mình có cái đèn này để mình cho lên bàn. Và mình sẽ chỉnh cái nó đi lên đi xuống nữa. Và tiếp theo mình có cái bảng để mình mở ra cho các bạn xem nè. Nắng quá không nhìn thấy gì hết, nhưng nó là một cái bảng màu trắng. Và còn kèm thêm bút nữa. Gì mà sến thế. Lại tự hại bản thân nữa kìa. Và ở đằng sau còn có cái đồ chùi chùi nữa. Cuối cùng thì mình có cái đồ để giấy nè. Nước của mình đã chảy rồi nhưng mình nó vẫn còn ok. Mình đã trưng bày xong rồi, các bạn thấy nó nhìn có ổn không? Nhưng cái một chậu cây trên nó hơi bị cô đơn á. Mình bị nghiện mấy ghế xoay xoay vậy nè. Thì bây giờ mình sẽ xếp mấy cái đồ mình lên bàn. Và mình có cái đèn này nữa nhưng mình phải cắm nó vào. Hơi bị khó cắm luôn à. Là vì mình phải đút cái dây điện xuống nhưng tự nhiên nó không có xuống chút nào luôn. Để mình mở cho các bạn xem nè. Wow. Và mình đã xếp xong rồi. Mọi thứ đều là màu vàng vì mình nghĩ là có một màu thì nó nhìn sạch hơn. Ồ, và cái bảng này mình sẽ bỏ lên cái tường. Nhưng hiện tại là mình không có đóng được, vì cái nghề đóng tường của mình nó hơi bị không ổn. And yes, hiện tại thì nó sẽ vậy. Bây giờ mình phải dọn rác này. Quá bậy bừa. Hello, hôm nay mình cảm thấy bất lười rồi nên mình sẽ máng cái hình này lên tường. Có nguyên một sắp luôn. Và những cái hình này thì mình tính máng lên cái tường này nè. Trước khi mình máng lên thì mình phải ngồi đây và xếp hình, là vì mình không có muốn nó bị rối. Kiểu như là mình cần làm cho cái màu nó hợp với nhau. Còn gãi nữa. Khúc này là mình hơi bị đau đầu, là vì mình rất là không có thể quyết định được. Ok. Cuối cùng thì mình cũng đã xếp xong rồi. Mình thấy nó nhìn cũng hợp với nhau và nhìn cái màu nó cũng ổn. Và ở trong đây mình còn có vài hình của mình nữa. Vì mình yêu bản thân như vậy còn dán hình của mình lên tường nữa. Và mình đã chọn những hình mình thích, như là những cái phim mình thích và những cái thứ mình thích. Bây giờ mình sẽ bắt đầu máng nó lên nên mình sẽ lấy nó từng hạng dạng. Để cho dính lên tường thì mình sẽ dùng keo hai mặt. Thì mình chỉ cần lấy cái cọng đó rồi mình dán nó lên thôi. Mỗi hình mình sẽ dán lên 3 cọng. Còn leo lên cái bậc nữa. Ok. Hình như nó nhìn méo méo sao á. Nhìn không có được ổn lắm. Mình đang động não hết sức luôn nè. Thôi bây giờ mình dán lát nữa mình sửa cũng được. Mình thấy cái khúc mất thời gian nhất là cái khúc mà dán băng keo lên á. Giống như là 10% dán lên tường và 90% là mình dán lên cái tờ đó. Hình như mình đã lỡ giảm lên một cái gì đó. Thì ra mình đã quên cái thứ tự hình rồi. Làm gì đây? Thôi dán đại đi không sao hết. Lát nữa nếu nhìn ngố ngố thì mình sẽ biết thôi. Mình còn dùng cái chiêu đập đập nữa kìa. Đi lên đi xuống mất công thiệt luôn á. Mình lại đứng đây dán keo hai mặt lên nữa. Mình làm này giống như là mình đang massage cái tường của mình vậy. Bây giờ nó nhìn méo nặng luôn à.
Mình đã quyết định xài cái thước để mình đo cho nó đúng, không thôi mình rất là khó chịu khi nó không có thẳng lắm. Đập đập nó vài phát thì bây giờ nhìn cũng hơi thẳng rồi. Mình đã quay lại với kích thước là vì mình cảm thấy nó không có được thẳng cho lắm. Cái mắt mình lạ, nó có gì thấy nó thẳng, có gì thấy nó méo. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với một cái hàng nữa. Mình cảm thấy như thế nó vẫn nhìn hơi méo xíu. Tại là mình đang với cây thước, lần này mình coi kỹ chiều ngang luôn. Và mình còn đánh dấu nữa. Sau đó thì mình sẽ chỉnh lại là vì nó không có được thẳng cho lắm. Bây giờ thì sao? Đợi để mình uống nước đã. Mình còn đo lại cho nó siêu thẳng nữa. Hello. Còn có Spider-Man nữa, quá là xinh. Mình đang massage cái tường. Úp, mình đã có thêm hình nữa. Và băng keo hết rồi, trời ơi. Băng keo gì có chút xíu à. Ok, mình đã lấy một cục băng keo mới. Hả? Chắc mình kiểm tra được chục lần không ạ? À? Kiểu như là rất là khó chịu khi mình nhìn cái gì không thẳng á. Mình đã xong nửa cái tường rồi. Khuya rồi mà còn nhúng nhúng nữa hả? Hiện tại là 12 giờ rồi và mình vẫn còn đang dán hình trên tường. Mình tưởng là sẽ mất có 1 tiếng thôi, ai nhảy mất tới 3 tiếng lận trời ơi. Ok, bây giờ mình đang làm cái hàng cuối cùng. Và whoop, chỉ còn dán cái hình cuối cùng thôi và mình đã xong rồi. Công sức 3 tiếng của mình đó các bạn. Cũng rất là đáng thời gian của mình. Yes. Mình sẽ đứng đây và chụp hình với cái tường của mình và giờ vậy thôi. Và mình thấy cái này làm cái phòng của mình nhìn tươi tươi hơn. Để mình quốc máy phát nữa đã. Trời ơi, quên nhá cái này rồi. Để mình giải quyết đã. Và vậy là xong rồi, ok bye bye các bạn, good night. Sáng hôm sau. Úi dồi ui, sáng thức dậy mà nó rớt nửa cái tường ra luôn. Gì mà rớt xuống cả đống luôn. Không ổn chút nào. Keo hai mặt gì mà xì giấm dữ vậy. Đây là phòng mình 4 tuần trước. Trời ơi, nó xanh này xanh nét luôn. Và đây là phòng mình bây giờ. Nhìn ổn hơn rất là nhiều luôn ạ. Để mình đóng cửa đã. Một ngày đó mình sẽ qua một cái room tour khi mình làm xong hết 100%. Nhưng hiện tại thì đây là phòng của mình. Mình cảm thấy như là mình thích cái phòng này hơn là mình thích cái phòng Việt Nam của mình. Là vì mình nghĩ là nó hợp với mình hơn. Đây là công sức 3 tiếng của mình đó các bạn. Rất thẳng xuống đất luôn. Và cũng có vài thứ mình mới cho vào. Nói chung thì rất là vui là vì mình không có nghĩ là cái phòng mình sẽ ra vậy. Nên da mọi thứ rất là ở ngoài cái hình thôi. Và hiện tại đó là phòng của mình. Mình cần vài thứ mình muốn làm nhưng khi mình xong thì mình sẽ qua một cái room tour nên các bạn đợi nhé. Ok bye bye.